Năm ngày 4 tháng 5 năm 23, sáng nay thì môn toán cao cấp C hệ đại trà đã thi giữa kỳ. Tôi trình bày một lời giải. Kỳ 2 năm học 2022 2023. Câu 1. Tìm các ma trận E, F, G nếu có. Ma trận A là A nhân C. Giờ viết ma trận A đây. 2 trừ 1 3 0. 1 2 trừ 1 2. C. 2 3 trừ 1 2. Chúng ta để ý mặt trận A đây là cấp là 2 dòng nhân 4 cột. Còn mặt trận C 4 dòng nhân với 1 cột. Chúng ta thấy số cột của mặt trận số dòng của mặt trận phía trước nó bằng số cột của mặt trận phía sau. Cho nên chúng ta thấy tích này tồn tại, tức là hai mặt trận này nhân được ha. Chúng ta nhân thôi. Lấy dòng 1 nhân với cột 1, 4 trừ 3 bằng 1, 1 trừ 3 bằng trừ 2, trừ 2 cộng 0 bằng trừ 2. Dòng 2 nhân với cột 1, 2 cộng với 6 bằng 8, 8 cộng với 1 bằng 9, 9 cộng với 4 là 13. Như vậy chúng ta thu được một cái mặt trận tích có cấp là 2 nhân 1. Số dòng của mặt trận tích chính là số dòng của mặt trận A. Còn số cột của mặt trận tích chính là số cột của mặt trận phía sau mặt trận C. Kiểm lại lần nữa. Trừ 4 4 cộng với trừ 3 là 1. 1 trừ 3 bằng trừ 2, cộng 0 là trừ 2. 2 cộng 6 bằng 8, 8 cộng 11 bằng 9, 9 cộng 14 là 13. Đúng rồi. Mặt trận F bằng chuyển vị của A nhân với B cộng C. AT nhân với B cộng C. Mặt trận A là 2 trừ 1 3 0. 1 2 trừ 1 2. Lấy chuyển vị
nhân với mặt trận B là trừ 213 011, cộng với mặt trận C 23 trừ 12. Dòng thứ nhất của mặt trận A dựng lên thành cột thứ nhất 2 trừ 1 3 0. Dòng 2 dựng lên thành cột 2 1 2 trừ 1 2. Nhân với mặt trận B viết lại trừ 2 1 3 0 1 1. Mặt trận C viết lại 23 trừ 1 2. Mặt trận chuyển vị của A thì chúng ta thấy cấp là 4 dòng nhân với 2 cột. Mặt trận B thì 2 dòng nhân với 3 cột. Cho nên mặt trận tích này chúng ta thấy là tồn tại ha. Số dòng của mặt trận phía số cột mặt trận phía trước bằng số dòng của mặt trận phía sau. Cho nên chúng ta thu được một mặt trận tích có cấp là 4 nhân 3. 4 dòng 3 cột. Trong khi đó thì mặt trận C có cấp là 4 dòng 1 cột. Vì vậy là hai mặt trận này chúng ta thấy là cấp nó khác nhau. Cho nên rõ ràng là thì mặt trận F này không có, tức là cộng hai mặt trận này không được. Mình nói là vì AT nhân B có cấp là 4 nhân 3. Và C có cấp là 4 nhân 1. Nên không tồn tại cái mặt trận F. Đó là một cách nói ha. Để hỏi tính. Chúng làm gì làm, nhưng mà phải nói rõ cái ý là hai cái mặt trận AT nhân B với C đó là cấp nó khác nhau. Mặt trận R bằng B nhân D. Trừ 213 011 mặt trận D 21 10 3 trừ 1. Dòng 1 nhân với cột 1, chúng ta dễ thấy hai mặt trận này nhân được với nhau trừ 4 cộng 1 là trừ 3, trừ 3 cộng với 9 6, trừ 4 cộng 1 là trừ 3, trừ 3 cộng với 9 6. Dòng 1 nhân với cột 2 trừ 2 cộng 0 cộng với trừ 3 là trừ 5. Dòng 2 nhân với cột 1 0 cộng 1 0 cộng 1 cộng 3 vậy là 4. Dòng 2 nhân với cột 2 0 cộng 0 cộng với trừ 1 là trừ 1. Như vậy câu A đã xong. Kiểm là do câu B với câu C nó dính từ câu B
cô B, cô C dính tới cái mặt răng rê nè, mình được kiểm kỹ. Trừ 2, 1, 3, 0, 1, 1, 2, 1, 1, 0, 3, trừ 1, trừ 4, cộng 1 là 3, trừ 3, trừ 3, cộng 19, 6, trừ 2, cộng 0, cộng 1, trừ 3 là trừ 5, 0, cộng 1, cộng 3 bằng 4, 0, cộng 0, cộng trừ 1 là trừ 1. Cô B. Tìm mặt trăng nghịch đảo của mặt trăng rê. Định thức của mặt trăng rê. Định thức của 6 trừ 5, 4 trừ 1. Trừ 6 cộng 20 là 14, khác không? Nên mặt trăng rê kháng nghịch. Đồng thời về mặt lý thuyết thì chúng ta để ý với mặt trăng A là ABCD. Thì A trừ 1 bằng 1 chia cho AD trừ BC. Thực ra là định thức của A đó. Hoán vị hai phần tử trên đường chéo chính, đổi dấu hai phần tử trên đường chéo phụ. Đó chính là mặt trăng nghịch đảo của mặt trăng A. Và các anh chị cụ thể là lớp tôi giảng thì được sử dụng công thức đó. Các thầy cô khác thì tôi không biết họ yêu cầu như thế nào. R trừ 1 bằng 1 trên cho định thức của R. Thực ra là có sẵn nè. Còn hôm nay mình viết lại. A nhân D là trừ 6. Trừ đi B nhân C là trừ đi trừ là cộng 20. Hoán vị hai phần tử trên đường chéo chính, đổi dấu hai phần tử trên đường chéo phụ. Như vậy là 1 chia 14 trừ 1 5 trừ 4 6. Các anh chị có thể để kết quả dạng này cũng được, hoặc là nhân phân phối vô cũng được. Câu C. Giải phương trình ma trận R nhân x bằng E. Tương đương với x bằng R trừ 1 nhân với E. R trừ 1 là ma trận vừa rồi. 1 chia 14 trừ 1, 5, trừ 4, 6 nhân với mặt trăng E là kết quả của trước. Mặt trăng E trừ 2, 13 câu này các anh chị thấy hệ mà nó sai mà cái ý nào đó trước đó sai thì câu C này cũng sai luôn. Dòng 1 nhân với cột 1, 2, 5 nhân với 13, 5, 3, 15, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 6, 6, 5. 6, 5 cộng 2 là 6, 7. 2 cộng 1, 6, 5. Dòng 2 nhân với cột 1, 8 cộng với 6 nhân 13 là 78 ha. 6, 3, 18, 18 nhân 1, 6, 1, 6, 1, 7, 78. 78 cộng với 8, 86.
vậy chúng ta viết lại một lần nữa là nhân phân phối vào 67 chia 14. 86 chia 14 thì được 43 chia 7. Đáp số. Cộng số 5 là số 7, 8 cộng với 7, 8 là 86. Câu 2. Dạ. Mặt trận A ABC DEF GHI. Mặt trận B ABC trừ 5R trừ 5H trừ 5Y DE. Hãy biểu diễn định thức của mặt trận B theo định thức của mặt trận A. Câu A. Định thức của B bằng định thức của A BC trừ 5R trừ 5H trừ 5Y DEF. Rồi, giờ chúng ta áp dụng các tính chất của định thức. Dòng thứ hai có thừa số chung là trừ 5, ta đưa ra ngoài. ABC GHI GEF. Lấy thừa số chung của một dòng ra khỏi định thức. Và chúng ta thấy giữa cái định thức của mặt trận còn lại với cái định thức của mặt trận A, với mặt trận A thì chúng ta thấy là dòng đầu nó giống. Dòng thứ nhì của A là GEF, trong khi dòng thứ nhì của định thức ở đây đang có là GHI, còn EF nó nằm ở dòng thứ ba. Như vậy chúng ta làm động tác là hoán vị hai dòng, dòng 2 với dòng 3 đổi chỗ. Và khi hoán vị như vậy thì nhớ là định thức đổi dấu, dòng 2 đổi chỗ với dòng 3. Như vậy là đổi dấu là thành 5. ABC viết lại, GEF đưa lên dòng thứ nhì, còn GHI đưa xuống dòng thứ ba. Như vậy có nghĩa là bằng 5 lần định thức của mặt trận A. Đó chính là câu A. Biểu diễn định thức của mặt trận B theo định thức của mặt trận A. Và đáp số là định thức của B bằng 5 lần định thức của A. Mặt trận B có khả nghịch hay không nếu đếp A bằng trừ 2? B. Nếu đếp A bằng trừ 2 mà định thức của B thì bằng 5 lần định thức của A. Thì kéo theo định thức của B bằng 5 nhân với trừ 2 là trừ 10, khác 0. Mà định thức của B khác 0 thì B khả nghịch. Xong. Và dễ chịu.
3 nhé. Giải hệ phương trình tuyến tính bằng phương pháp Gauss. X cộng 2y cộng 2z cộng 4t bằng 6. 2x cộng 4y cộng với 2z cộng với 2t bằng 8. 3x cộng 2y cộng với 5z cộng với t bằng 4. Ký hiệu đây là hệ 1. X cộng 2y cộng với 2z cộng 4t bằng 6. 2x cộng 4y cộng 2z cộng 2t bằng 8. 3x cộng 2y cộng 5z cộng t bằng 4. Ta viết mặt trăng hệ số mở rộng rồi đưa về bậc thang 1, 2, 2, 4. Hệ số tự do là 6. 2, 4, 2, 2. Hệ số tự do bằng 8. 3, 2, 5, 1. Hệ số tự do là 4. Để chúng ta biến đổi cầu thứ nhất. Đưa mặt trăng này về bậc thang nè. Giờ biến đổi cột 1 chưa vào vị trí đầu, biến đổi 2 cái vị trí này trở thành số 0. Vì lấy dòng thứ nhất làm mốc. Dòng 2 trừ 2 dòng 1. Dòng 3 trừ 3 dòng 1. 1, 2, 2, 4, 6. Dòng 2 trừ 2 dòng 1, 0. Rồi 4 trừ 2 nhân 2 là 0. 2 trừ đi 2 nhân 2 là 2 trừ 4 bằng trừ 2. 2 trừ đi 2 nhân 4, 2 trừ 8 bằng trừ 6. 8 trừ đi 2 nhân 6, 8 trừ 12 là trừ 4. Dòng 3 trừ 3 dòng 1, 3 trừ 3 bằng 0. 2 trừ đi 3 nhân 2, 2 trừ 6 là trừ 4. 5 trừ đi 3 nhân 2, 5 trừ 6 là trừ 1. 1 trừ đi 3 nhân 4, 1 trừ 12 là trừ 11. 4 trừ đi 3 nhân 6, 4 trừ đi 18 là trừ 14. Bây giờ cầu thứ nhì thì chúng ta thấy cái phần tử nằm ở dòng 2 cột 2 là nó bằng 0, trong khi phần tử phía sau nó khác 0. Như vậy chúng ta làm động tác là hoán vị hai dòng đó. Dòng 2 đổi chỗ với dòng 3. Dòng 3 đưa lên dòng 2 0, trừ 4, trừ 1, trừ 11, trừ 14. Và dòng 2 đưa xuống dòng 3, 0, 0, trừ 2, trừ 6, trừ 4. Kiểm lại lần nữa. Trừ đi 2 nhân 1 là 0, 4 trừ đi 2 nhân 2 là 0. 2 trừ đi 2 nhân 2 là 2 trừ 4 là trừ 2. 2 trừ đi 2 nhân 4, 2 trừ 8 là trừ 6. 8 trừ đi 2 nhân 6, 8 trừ 12 bằng trừ 4. Dòng 3 trừ 3 dòng 1, 0. 2 trừ đi 3 nhân 2, 2 trừ 6 là trừ 4. 5 trừ đi 3 nhân 2, 5 trừ 6 là trừ 1. 1 trừ đi 3 nhân 4, 1 trừ 12 là trừ 11. 4 trừ đi 3 nhân 6, 4 trừ 18 trừ 14, đúng không? Và tới đây thì chúng ta thấy ma trận thu được đã là ma trận bậc thang có 3 dòng khác không. Và chúng ta dừng phép biến đổi và chúng ta suy luận ra giải.
ta thấy hàng của mặt trăng AB rõ ràng bằng hàng của mặt trăng A và cùng bằng 3. Bé hơn 4 là số ẩn số. Kéo theo hệ có vô số nghiệp. Rồi, và bây giờ chúng ta làm động tác khôi phục lại hệ và giải. Ta nói hệ 1 tương đương với x cộng 2y, dòng thứ nhất nè, cộng với 2z cộng 4t bằng 6 trừ 4y trừ z trừ 11t bằng trừ 14. Trừ 2z trừ 6t bằng trừ 4. Rồi bây giờ chúng ta giải từ dưới lên, chúng ta xuất phát từ phương trình cuối. Thì đây là một phương trình hai ẩn. Mình cho một ẩn tùy ý ha. Dù cho T bằng gamma, ví dụ vậy đây. Alpha, beta, tham số nào cũng được. Thì Z, các anh chị dễ thấy chia hai vế cho trừ 2 thì mình nháp ra ngoài nè. Z cộng 3T bằng 2. Chia hai vế cho trừ 2 này. Z cộng 3T bằng 2. Như vậy là Z sẽ bằng 2 trừ 3T. Trừ 3T là trừ 3 gamma. Như vậy thế vô phương trình phía trên để chúng ta tìm được y là nháp phía ngoài. Trừ 4y sẽ bằng z cộng với 11t trừ 14. Mà z là trừ 3 gamma cộng 2 cộng 11t là cộng 11 gamma trừ 14. 11 gamma trừ 3 gamma là 8 gamma. Trừ 14 cộng 2 là trừ 12. Trừ 14 cộng 2 là trừ 12. 11 trừ 3 là 8. Và như vậy các anh chị thấy là chia 2 vế cho trừ 4 đi. Y là bằng 8 gamma trừ 12 đem chia cho trừ 4. 8 gamma chia trừ 4 là trừ 2 gamma. Trừ 12 chia trừ 4 là cộng 3. Và cuối cùng là x cũng nháp ra ngoài. Từ phương trình đầu các anh chị thấy là x là trừ 2y trừ 2z trừ 4t cộng 6. Trừ 2y là trừ 2 nhân với trừ 2 gamma cộng 3. Trừ 2z là trừ 2 nhân với trừ 3 gamma cộng 2. Trừ 4t là trừ 4 gamma cộng 6. Trừ 2 nhân trừ 2 là 4. 4 cộng với 6 là 10. 10 trừ 4 bằng 6 gamma. 4 cộng 6 là 10 trừ 4 bằng 6. Hệ số tự do là trừ 6. Trừ 4 là trừ 10. Trừ 10 cộng 6 là trừ 4. Trừ 6 trừ 4 là trừ 10. Trừ 10 cộng 6 trừ 4. Như vậy là x là 36 gamma trừ 4. Đây gamma thuộc R tùy ý. Dĩ nhiên đây là một cách viết nghiệm các chị ha. Ngoài ra là có thể còn nhiều cách viết nghiệm khác. Đề thi giữa kỳ này chỉ có 45 phút cho nên là tương đối ngắn gọn.
Từ đây thì cũng là kết thúc cái lời giải cho đề thi giữa kỳ môn toán công cấp C hệ đại trà kỳ 2 năm 2023. Anh chị mới đã thi sáng nay. Đây. Chúc anh chị mọi chuyện tốt lành.